Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế mới nhất được phát sóng hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với phần điểm tin chính. S-300 của Nga phóng tên lửa dữ dội tập kích cơ sở trọng yếu Ukraine. UAV Ukraine tấn công trung tâm huấn luyện hàng không Nga ở Voronezh. Mỹ bán vũ khí cho Ukraine, cảnh báo sẽ không ngồi yên nếu Nga thắng. Hối thúc Mỹ viện trợ Ukraine, Ngoại trưởng Anh gặp ông Donald Trump. Đại sứ Nga tố Washington âm mưu xóa Moscow khỏi bản đồ địa chính trị thế giới. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những diễn biến nóng cập nhật về tình hình xung quanh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Theo hãng tin Reuters, ngày 9 tháng 4, Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Omichuk đã chia sẻ trên Telegram về việc các hệ thống phòng không nước này đã phá hủy 20 UAV của Nga trong đêm tại 7 khu vực Mykolaiv, Odessa, Kherson, Dnipropetrovsk, Poltava, Vinnytsia và Lvov. Giới chức quân sự và địa phương ở Ukraine xác nhận Nga đã phóng UAV Shahed theo nhiều đợt nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và cơ sở năng lượng. Ông Maxim Kozitsky, thống đốc khu vực Lvov cho biết, mảnh vỡ UAV đã làm hư hại một cơ sở hạ tầng quan trọng ở phía Tây và gây ra hỏa hoạn. Trong khi đó, ông Oleg Kiper, thống đốc vùng Odessa cho biết, các đường dây điện đã bị mảnh vỡ UAV phá hủy. Bộ Năng lượng Ukraine tuyên bố, thiết bị tại một cơ sở năng lượng đã bị hư hỏng ở khu vực miền trung Poltava. Không quân Ukraine cho biết thêm, Nga đã phóng 4 tên lửa từ hệ thống tên lửa đất đối không S-300, song thông tin chi tiết về chuyện gì đã xảy ra với các tên lửa Nga không được công bố. Một đoạn video do máy bay không người lái ghi lại cho thấy tên lửa Nga đã đánh trúng một kho vũ khí của Ukraine, phá hủy khoảng 30 khẩu pháo D-20 thời Liên Xô được sắp xếp theo đội hình sát nhau ở ngoài trời. Các nguồn tin khẳng định toàn bộ số pháo tại khu vực này đã bị phá hủy. Đoạn video cho thấy vụ nổ cũng khiến một nhà máy chứa máy bay gần đó bị hư hỏng nặng. Mặc dù chưa rõ thời điểm cuộc tấn công diễn ra, nhưng hình ảnh cho thấy nó nhắm vào một cơ sở quân sự gần thành phố Atika, vùng Sumy của Ukraine, giáp biên giới với Nga. Hiện chưa rõ liệu các khẩu pháo có trong tình trạng hoạt động trước cuộc tấn công hay không, vì chúng được xếp thành một nhóm lớn và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, những lựu pháo cũ cũng có thể là một tài sản quân sự có giá trị, vì chúng có khả năng được tháo dỡ để lấy phụ kiện thay thế cho các lựu pháo khác hoặc dùng làm mồi nhử trên tiền tuyến. D-20 là một trong những mẫu lựu pháo thành công nhất của Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine đã thừa hưởng số lượng khá lớn loại lựu pháo cỡ nòng 152mm này. D-20 được phát triển từ cuối những năm 1940 và được đưa vào trang bị lần đầu tiên năm 1955. Khẩu pháo có hai càng cố định với hai bánh lốp chính và hai bánh phụ ở cuối càng pháo, cho phép pháo thủ di chuyển càng pháo dễ dàng hơn. Bên cạnh đó là tấm chắn bảo vệ cho pháo thủ. D-20 được trang bị cụm hai ống thủy lực giảm giật, được đặt ngay phía cuối nòng pháo. Nòng pháo của chúng có thể hạ xuống hoặc nâng lên từ âm 5 độ đến 45 độ. D-20 có thể bắn nhiều loại đạn pháo 155mm khác nhau do Liên Xô phát triển, từ đạn phân mảnh, đạn nổ cực mạnh hoặc đạn xuyên phá. Hiện nay, D-20 vẫn đang phục vụ trong biên chế 27 quốc gia trên thế giới. Loại pháo này cũng đang được cả Nga và Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột hiện nay. Trong một diễn biến đáng chú ý ngày 9 tháng 4, đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, người tiết lộ với điều kiện giấu tên, thông tin với tờ The Kyiv Independent rằng máy bay không người lái của nước này đã tấn công một trung tâm huấn luyện hàng không của Liên bang Nga ở thành phố Borisolev thuộc tỉnh Voronezh. Xác nhận nêu trên được đưa ra sau khi kênh Telegram Astra của Nga đưa tin trung tâm huấn luyện phi hành đoàn hàng không Voronezh đã bị hai máy bay không người lái tấn công. Theo kênh Telegram Astra, máy bay không người lái được cho là đã phát nổ, làm hư hại mặt tiền của tòa nhà và các cửa sổ. Nguồn tin từ cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine tiết lộ với tờ The Kyiv Independent rằng hoạt động này do tình báo quốc phòng Ukraine thực hiện, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong khi đó, người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, ông Andrei Yusov cho biết, mục tiêu nhắm vào là một nhà máy sản xuất máy bay ở Borisolek của Liên bang Nga. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hai máy bay không người lái trên bầu trời tỉnh Belgorod, hai chiếc trên bầu trời tỉnh Voronezh và tên lửa chống hạm Neptune gần bờ biển Crimea trong đêm ngày 8, rạng sáng 9 tháng 4. Tuy nhiên, tờ The Kyiv Independent nói rằng họ không thể xác minh độc lập những tuyên bố của Nga.
máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV đang trở thành vũ khí quan trọng được lực lượng Ukraine sử dụng trong cuộc chiến với Nga. Theo Foreign Policy, trong bối cảnh viện trợ quân sự bị đình trệ ở Quốc hội Mỹ, quân đội Ukraine phần lớn đã chuyển sang sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào xe tăng Nga. Quân đội Ukraine vận hành máy bay không người lái thông qua bộ điều khiển và có thể theo dõi các cuộc tấn công tự sát nhằm vào xe Nga thông qua nguồn cấp dữ liệu video. Vào năm thứ ba của cuộc chiến, máy bay không người lái FPV gần như trở nên phổ biến trên chiến trường Ukraine. Các binh sĩ vận hành máy bay không người lái cũng được luyện tập nhiều qua các cuộc giao tranh. Trước chiến tranh, tôi đã từng quay những video điện ảnh với sự hỗ trợ của máy bay không người lái FPV. Giờ đây chúng tôi sử dụng FPV để bảo vệ lãnh thổ của mình. Nhà làm phim tài liệu người Ukraine Anton Pushkin đã đăng tải trên mạng xã hội X vào tháng 11 năm ngoái. Một quan chức NATO nói với Foreign Policy rằng hơn 2/3 số xe tăng của Nga đã bị quân đội Ukraine phá hủy trong những tháng gần đây bằng máy bay không người lái FPV. Các chuyên gia nhận định máy bay không người lái giá rẻ đang cách mạng hóa chiến trường hiện tại. Cố vấn của Trung tâm Phân tích Hải quân CNA, kiêm chuyên gia về quân sự và công nghệ máy bay không người lái Nga cho biết, bất kỳ phương tiện, hệ thống vũ khí, binh sĩ nào di chuyển trên chiến trường Ukraine lúc này đều có thể bị phát hiện, quan sát và cuối cùng bị máy bay không người lái tấn công. Không còn chuyện di chuyển mà không bị phát hiện nữa. Tuy nhiên, máy bay không người lái của Ukraine vẫn có những điểm hạn chế. Đây không phải là những chiếc máy bay không người lái Predator trị giá 20 triệu đô la mà Mỹ sử dụng để săn lùng các mục tiêu khủng bố ở Trung Đông. Đây là những chiếc máy bay không người lái rẻ tiền có sẵn với giá chỉ 400 đô la Mỹ. Loại vũ khí được Ukraine sử dụng chỉ gắn camera giá rẻ, khiến việc nhắm mục tiêu vào ban đêm hoặc khi trời nhiều mây trở nên khó khăn hơn. Các máy bay không người lái này thường chỉ mang theo đạn tự chế như lựu đạn hoặc bom tự chế. Trong một số trường hợp, chúng có thể phát nổ ngay cả khi đang bay. Chuyên gia nói thêm, máy bay không người lái FPV có tầm hoạt động ngắn, vì vậy ngay cả khi Ukraine thiếu đạn pháo tầm xa, họ cũng chỉ có thể sử dụng một số máy bay không người lái có phạm vi hoạt động 10 km. Một chuyên gia cấp cao của chương trình Á-Âu thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại từng tới Ukraine vào tháng 11 năm ngoái cho biết tỷ lệ tấn công chính xác của máy bay không người lái FPV là dưới 50%. Ngay cả những máy bay không người lái vượt qua các biện pháp đối phó ngày càng tinh vi của Nga, bao gồm những hộp thiết bị tín hiệu gắn trên xe tăng, cũng khó có thể gây ra một đòn chí mạng. Chuyên gia này cho biết, các máy bay không người lái thường không phá hủy xe tăng trong vài lần đầu tiên. Có thể phải cần tới 10 máy bay không người lái FPV trở lên mới hạ gục được một xe tăng. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, Nga vẫn phải tìm cách bảo vệ xe tăng bằng cách ngụy trang và trang bị thiết bị gây nhiễu để đề phòng máy bay không người lái của Ukraine. Nga đang cạn kiệt xe bọc thép và xe tăng. Nếu Ukraine tiếp tục tấn công với tốc độ hiện tại và Nga tiếp tục gửi thêm xe tăng để thay thế những chiếc bị phá hủy, Moscow có thể mất lợi thế về số lượng xe tăng. Điều này có thể khiến Nga gặp khó khăn hơn khi thực hiện các hoạt động tấn công trong tương lai. Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã bật đèn xanh với hợp đồng mua bán quân sự khẩn cấp trị giá 138 triệu đô la Mỹ cho Ukraine nhằm cung cấp phụ tùng quan trọng và giúp Kiev sửa chữa, nâng cấp hệ thống tên lửa Hawk của mình. Động thái này được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào ngày 9 tháng 4. Theo đó, Washington cho rằng Ukraine có nhu cầu cấp thiết về hỗ trợ bảo trì để duy trì hoạt động của hệ thống tên lửa Hawk. Thông báo này được đưa ra sau một đợt hỗ trợ đạn dược trị giá 300 triệu đô la Mỹ mà Lầu Năm Góc đã công bố vào tháng trước. Cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đều đang tìm mọi cách để tiếp tục sự hỗ trợ cho Ukraine khi gói viện trợ cho Kiev trị giá 60 tỷ đô la Mỹ vẫn bị đình trệ tại Quốc hội. Hawk là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung có chức năng phòng không, một trong những nhu cầu an ninh hàng đầu của Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, Ukraine có nhu cầu cần thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Việc bảo trì và nâng cấp hệ thống vũ khí Hawk sẽ nâng cao khả năng của Ukraine trong việc bảo vệ người dân cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Trong phiên điều trần ở Quốc hội ngày 9 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh rằng nếu không có sự hỗ trợ, Ukraine sẽ không thể đánh bại Nga. Ông Austin tuyên bố, vấn đề của Ukraine là kết quả của cuộc xung đột ở Ukraine cũng sẽ có tác động toàn cầu đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Nếu Kiev thất thủ, điều này có thể gây nguy hiểm cho các nước láng giềng thành viên NATO vùng Baltic và có khả năng kéo quân đội Mỹ vào một cuộc chiến tranh kéo dài ở châu Âu. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell nhận định, việc Nga giành quyền kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu.
Phát biểu trước Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung ngày 9 tháng 4, quan chức ngoại giao Mỹ cho hay, chúng tôi đã trực tiếp nói với Bắc Kinh rằng nếu điều này tiếp diễn, nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ Mỹ-Trung. Chúng tôi sẽ không ngồi yên và nói rằng mọi thứ đều ổn. Theo ông Campbell, duy trì hòa bình, ổn định ở châu Âu là sứ mệnh quan trọng nhất của Mỹ trong lịch sử. Mỹ đã bắt đầu gửi hệ thống Hawk đến Ukraine từ năm 2022 như một phần trong nỗ lực nâng cấp cho hệ thống tên lửa phòng không Stinger có kích cỡ nhỏ hơn, tầm bắn ngắn hơn. Truyền thông Anh cho biết, Ngoại trưởng nước này, ông David Cameron, đã gặp cựu Tổng thống Donald Trump vào tối ngày 8 tháng 4 theo giờ Mỹ, trước khi có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào ngày 9 tháng 4. Báo chí Anh cũng lưu ý thêm rằng ông Cameron sẽ không có lịch gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thông tin trên đã ngay lập tức gây tranh cãi trong dư luận. Trong tuyên bố đưa ra ngày 8 tháng 4, một phát ngôn viên văn phòng đối ngoại của Anh cho biết, trước chuyến thăm tới Washington, Ngoại trưởng sẽ gặp cựu Tổng thống Trump ở Florida vào ngày 9 tháng 4. Đây là một hoạt động bình thường khi các bộ trưởng gặp gỡ ứng viên đối lập như một phần trong hoạt động quốc tế thông thường. Trang Politico lưu ý, khi còn là Thủ tướng Anh, ông David Cameron cũng có cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Mitt Romney trong thời gian ông Romney tranh cử Tổng thống. Theo báo Guardian, Ngoại trưởng Cameron lần này gặp Ngoại trưởng Blinken cũng như Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và nhà lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell. Ông Cameron cũng được kỳ vọng sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Tờ báo Anh ngoài ra cũng lưu ý, ông Cameron sẽ không có lịch gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tháng trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến Mỹ cũng chỉ gặp ông Trump mà không gặp ông Biden. Chuyến đi của ông Cameron nhằm thúc giục các nghị sĩ Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine, cũng như thảo luận về cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine ở dải Gaza. Quốc hội và lưỡng đảng ở Mỹ hiện tranh cãi xung quanh gói viện trợ Ukraine trị giá 60 tỷ đô la. Phần tài chính này bị mắc kẹt do ý kiến hoài nghi về Ukraine cũng như bất đồng trong vấn đề phân bổ cho những chính sách khác. Vì vậy, ông Cameron sẽ tới Mỹ với thông điệp cảnh báo thành công của Ukraine là rất quan trọng đối với an ninh của Mỹ và châu Âu. Việc Ngoại trưởng Anh gặp ông Trump cũng có thể được hiểu nhằm cố gắng tác động ít nhiều tới quan điểm của Đảng Cộng Hòa về Ukraine. Chuyện một Ngoại trưởng Anh tới Mỹ gặp ông Trump gây chú ý và có phần nhạy cảm khi ông Trump và ông Biden dự kiến sẽ có màn tái đấu tranh vị trí Tổng thống tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 vào tháng 11 tới. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Washington đang muốn làm suy yếu và loại Moscow ra khỏi bản đồ địa chính trị thế giới thay vì tìm cách kết thúc xung đột ở Ukraine. Theo hãng tin TASS, trong ngày 9 tháng 4, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã lên tiếng phản bác ý kiến của nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Turner cho rằng quan điểm thân Nga trong Quốc hội Mỹ đang khiến nỗ lực viện trợ của Washington cho Kiev trở nên khó khăn hơn. Ông Antonov nói, phe diều hâu ở Mỹ không muốn kết thúc xung đột ở Ukraine mà họ muốn Nga trở nên kiệt quệ hoặc thậm chí là bị xóa khỏi bản đồ địa chính trị thế giới. Tại Mỹ, Moscow bị cáo buộc hàng ngày vì mọi vấn đề, nhưng Washington lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, việc hỗ trợ Ukraine đang gây ra sự mệt mỏi về mặt tài chính cho Mỹ và các nước phương Tây. Ông Antonov nhận xét, sự mệt mỏi của người dân Mỹ trước gánh nặng tài chính cho Kiev là rõ ràng. Họ phải làm việc và trả thuế, nhưng số tiền này lại dùng để hỗ trợ quân sự cho một quốc gia ở Đông Âu. Đây là điều khó hiểu bởi Mỹ còn hàng loạt vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách cần phải giải quyết. Trong bình luận của mình, ông Antonov cũng cáo buộc Washington phớt lờ lợi ích của Moscow khi ủng hộ và vận động cho Ukraine gia nhập vào NATO. Ông Antonov nói thêm, về cơ bản, việc Ukraine gia nhập NATO là không thể chấp nhận được trong bất kỳ trường hợp nào. Đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga. Những chính trị gia Mỹ đã phớt lờ lợi ích cơ bản của Moscow và hy vọng hão huyền rằng Nga sẽ chấp nhận việc Ukraine gia nhập một khối đối đầu với chúng tôi. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thừa nhận rằng, vị thế thành viên của Ukraine trong Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO là đi ngược lại với các lợi ích quốc gia của Nga. Theo hãng tin Sputnik, phát biểu ngày 9 tháng 4 tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Austin nói, nếu là Nga, tôi sẽ không muốn Ukraine trở thành thành viên NATO. Tôi cũng sẽ không muốn Phần Lan và Thụy Điển là một phần của NATO. Ông cho rằng, việc mở rộng khối quân sự này trong năm qua đã tạo ra điều kiện tồi tệ hơn cho Nga, qua đó về cơ bản thừa nhận rằng khối quân sự này tiềm ẩn mối đe dọa đối với Moscow. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO và Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Washington vào tháng 7 tới sẽ làm rõ vai trò của khối quân sự này trong việc hỗ trợ Ukraine về lâu dài. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần phản đối việc mở rộng NATO.
Ông cho rằng việc Ukraine gia nhập liên minh quân sự này sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia trực tiếp đối với Nga, đồng thời nhấn mạnh Moscow coi tình trạng không liên kết của Ukraine là cực kỳ quan trọng để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt nhiều năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!